Ai cũng có một lần làm lỗi, sai hết á. Thì nói chung á, quan trọng giờ á, anh chị cô bác á, là hả, biết suy nghĩ lại. Mà thương cho hai chồng em làm cảm ơn rồi. Dạ. Đấy, em nói thiệt cho anh á, em muốn nhảy cầu mấy lần. Điều quá, thấy như vậy thì hãy bỏ qua đi. Chứ đừng cái chị giết vợ chồng em nữa, em nói thiệt. Nói chung là buôn bán nó cực khổ lắm rồi. Chồng em á cũng đã như vậy rồi. Nói chung nếu mà một người bình thường có chồng như vậy ra có mặc cảm vậy anh. Nhưng em á là thương thật lòng, có con Dạ, luôn chồng rồi. em ừ, em là gái này cái nọ. Thì hãy suy nghĩ lại đi, đúng không? Ai cũng vậy chứ. Nếu một người mình làm tổn thương người ta, chưa chắc mình đã vui đâu. Kính thưa cô chú anh chị cùng quý khán giả đang theo dõi trên kênh của Bảnh. Hôm nay Bảnh được một người anh cũng như là gọi tới đây. Đây là không phải là quay về kêu gọi từ thiện gì hết. Thì anh trai này là một người anh đang bị tật hai chân. Vì lý do thì ảnh đang bị như là người ta nói là thông tin là sai sự thật đó. Thì ảnh mới nhờ Bảnh tới đây để mà quay, để mà chia sẻ cho cô chú anh chị mình hiểu rõ hơn về gia đình nho nhỏ Đây của ảnh. rồi Thì ảnh thì đã có một người vợ, thì không may vợ ảnh đang mắc bệnh hội chứng ung thư đã qua đời rồi, và kế tiếp ảnh đã bước thêm bước nữa và lấy được một người vợ ở Tiền Giang. Đây là chị gì, em là tên Trang. thì chị Trang luôn, đã cùng nhau vượt lên chính mình, cũng như là ảnh làm ăn buôn bán vé số xong ảnh chuyển qua bưng bánh tráng. Và sau khi mà tin đồn thổi á, là như lời anh chồng này kể á, là đây là không phải vợ, là gái gì đó thì bạn không biết nữa. Để chút xíu cô chú anh chị mình cứ nghe lời chia sẻ của anh trai này ha. Rồi chào anh có thể chào khán giả, rồi anh có thể bày tỏ về Dạ, em chào khán giả. Đây là vợ của em có cưới hỏi đâu đó đàng hoàng, có giấy kết hôn đâu đó đàng hoàng. Dạ. Giờ đây là con em À, con gái. đã cưới được 4 năm. Dạ. Đây là chứng minh sự thật, chứ em chỉ quay là để chứng minh cái sự thật chứ không phải là xin xỏ gì. Là em chỉ muốn như cô bác thương em thì mua bánh ủng hộ em, Dạ. chứ đừng cái nói như vậy. Em là có cưới vợ đâu đó đàng hoàng, đây là vợ em chứ không phải là gái gú gì hết À. đó. Còn chị Trang, sau khi mà thời gian người ta nói gì gì đó rồi á, là mấy mấy năm nay luôn phải không? Dạ mấy dạ đúng rồi anh, mấy năm nay. Rồi như là nghe nói là ảnh buồn rồi ảnh gì đó, nói chung là anh muốn làm đủ mọi cách luôn, lúc trước thì nhảy cầu vậy gì Dạ, nữa. buồn lắm thiệt. Nói chung là đó, vợ chồng em là có giấy kết hôn đàng hoàng ha, chứ không phải như là giống như lời đồn của người ta đó. Bởi năm ra vợ á, em nhờ anh á lên đi cộng đồng mạng chia sẻ giùm nó là đây là vợ chồng em chính thức đàng hoàng hẳn hoi, có con bé được 2 tuổi chứ không phải giống như lời đồn của người ta đấy. Bởi nhờ anh đó là nhờ cộng đồng mạng á mà xem xét lại rồi á hả, thí dụ như tới mẹ năm mãi thì hãy có giúp hỏi được vợ chồng em thì em cảm ơn, chứ đừng Còn bao giờ mà đừng có chỉ trích vợ chồng em nữa đó. Em chỉ cầu mong vậy thôi, chứ ngoài ra là em không còn gì nữa, cũng không còn gì để nói nữa. Em chỉ cầu cộng đồng mạng ai mà có những lời có suy nghĩ giống như mà chỉ trích vợ chồng em mà em là gái này cái nọ thì hãy suy nghĩ lại đi, đúng không? Ai cũng vậy chứ. Nếu một người mình làm tổn thương người ta, chưa chắc mình đã vui đâu, đúng không? Thì giờ nói chung tại trước giờ ta hiểu lầm, em nói chung cũng thông cảm bỏ qua. Còn sau khi cái cuộc lên mạng này rồi á thì em xin cộng đồng mạng á mà hãy suy xét lại bản thân mình. Nếu đặt trường hợp như mình đi mà người ta nói mình như vậy á, mình có buồn không, đúng không? Mà bởi cái lời nói của mình nó muốn nói gì ra mình phải suy nghĩ. Thí dụ giờ ví dụ cái lời đồn á thì mình cũng phải suy nghĩ. Đã tới chùa rồi thì á, vợ chồng em ngồi đó buôn bán con em nữa, chứ đâu phải như là hả mà như phải nó là giống như mấy mấy lời đồn của mấy chị nói đâu đó, nó không là mấy chị lên đi tới đây rồi mua bánh em cũng vẫn cho chế bịch chứ đừng em cảm ơn đàng hoàng. Đó cũng là cái chứng tỏ là vợ chồng người ta đồng cùng nghe cho nhau cùng cam cạnh khổ, chứ đâu phải như là bỏ bê chồng em. Nói chung chồng em cực khổ lắm, đứng từ sáng tôi như nghĩ tới 5 giờ sáng, đứng tới 7-8 giờ tối, rồi em chỉ là ra vừa giữ con nè rồi vừa hả mà xách bánh nữa, cũng khổ chuốc chồng em. Nói chung là
À, ở đây thì bạn tóm gọn lại, ở đây là có giấy chứng nhận là kết hôn hẳn hoi đàng hoàng của chúng chị, kể cả có giấy khai sinh mang tên là con gái của Trung. Thì cái này là chính thức là hai vợ chồng, thì giấy tờ của cơ quan chức năng nhà nước đã cấp cho hai vợ chồng chính thức là hai vợ chồng. Thì sau khi thời gian qua thì hai vợ chồng đã nói chung là bị ảnh hưởng cái nói chung là mặt về tâm lý nè, mà ảnh hưởng rất là nhiều. Đôi khi anh chồng có cái cách suy nghĩ nói chung là ảnh muốn là nhảy cầu luôn chú anh chị, theo lời chia sẻ của anh. Thì bởi vì ảnh mới tới đây để mà chia sẻ cái trường hợp như vậy. Thì anh trai này là bị tật cả hai chân. À, vì lý do là người vợ trước đã qua đời rồi, để lại một đứa con thì ảnh vẫn nuôi. Và sau khi mà tìm hiểu quen qua một người con gái mới, đó là chị Trang, đã hai người đã chung sống nhau sanh một đứa con gái, năm nay là được 2 tuổi và hai chồng đã gặp nhau là 4 năm nay. Và hai người đã cùng nhau vượt lên chính mình, cũng như là buôn bán như là bánh tráng gì đó, thì bánh tráng nướng ở tại ngôi chùa. Nhưng mà đi bán thì bị người này người kia cứ nói là khi thấy người vợ của anh Thơm ngồi đó là chị Trang, thì người ta cứ nói là gái thôi chứ không phải vợ. Mà trong khi đó thì hai vợ chồng đã gặp nhau đã 4 năm, sinh được một đứa con gái, thì cô chú anh chị đã thấy hồi nãy đó. Thì bởi vì sự việc này làm ảnh hưởng tới cái bề mặt cái tinh thần nè, và cái tâm lý của anh trai anh Thơm này nè. Rồi ảnh nói chung là ảnh rất là bức xúc. Hôm nay thì ảnh mới kêu bạn tới đây để mà quay chia sẻ cái giải oan cho dùm ảnh thôi, chứ không phải vì kêu gọi từ thiện gì ở đây hết. Rất thương chị, tại vì thương là thương sao, chị đã bỏ hết tất cả, bác bỏ những cái lời của gia đình đã cấm cản cho chị, không cho chị gặp anh, tại vì anh Thơm này là hai đôi chân ảnh là không có được lành lặn giống như mọi người. Nhưng mà chị vẫn sẵn sàng đến với ảnh để sao để mà giữ lời cái duyên, giúp nhau vượt qua trong khó khăn. Tuy rằng chị Trang này đã có từng đổ vỡ một lần gia đình rồi, bởi vì chị cũng vậy, chị đã tìm đến giống là anh Thơm để cùng nhau để mà gắn kết với nhau để mà nuôi sống một cái gia đình nho nhỏ. Bởi vì mình phải yêu thương những người này, tại vì anh Thơm này đâu có được bình thường giống như người ta đâu có chú chị. Ảnh hai đôi chân của ảnh là phải đi bằng hai cái tó, là hai cái nạng, nó phải bước đi để mà kiếm đồng tiền hàng ngày. Ảnh chưa bao giờ xin ai, nói chung là vậy. Cuộc sống của ảnh cứ vươn lên một ngày càng tốt hơn. Và sau khi mà bị ảnh hưởng vì cái câu chuyện mà người ta cứ nói là ảnh đi lấy gái, đi chơi gái gì đó, nói chung là chút xíu nữa anh Thơm sẽ kể cho cô chú anh chị nghe một đoạn ngắn nữa. Đi ngồi bán hay là chở vợ đi ăn gì đó, người ta cứ nói là chở gái. Một cái từ đó thì sử dụng cho một người phụ nữ đã có gia đình ấm áp như vậy á. Những cái câu nói của những người nào đó mà nói như vậy á, là giết cả gia đình của người ta. Nói chung là không có tốt cho người ta. Mình không thương người ta thôi, thì mình đừng có làm như vậy. Bảnh bước vô nhà thì thấy anh vừa nướng bánh tráng, lo cho con gia đình. Nói chung là sáng đi sớm, chiều về tối, buôn bán như vậy thì rất là tội nghiệp. Mình phải chúc mừng cho họ để cho họ có cái sự vực dậy. Những người tàn tật thì không may mắn đôi chân như vậy, mình phải yêu thương. Thấy cái này tội nghiệp vợ em lắm. Tại vì lý do là một người phụ nữ đã hết lòng vì mình, đã hết lòng vì mình. Thứ nhất là tuy không dirty mà này, nhưng mà vẫn cầm nguyên vẹn như này, vẫn ưng em. Ý là anh trai anh này Thơm nói sao? Là người một người vợ đẹp như vậy đó, và nói chung là sẵn sàng hy sinh đến với anh, là anh là một người là cũng như là bị tàn tật như vậy mà chị hết lòng vì ảnh đó. Nói chung là ảnh rất là thương vợ, không phải là vợ này thương đâu, vợ trước ảnh cũng thương lo hết mình luôn. Và lý do cái duyên số của chị ấy thì không có được may mắn thì mới được gặp người vợ sau, thì anh rất là vui vẻ tưởng chừng là cùng sống với nhau để mà gây dựng một cái cơ ngơi. Nhưng mà ai ngờ cứ ra đường người ta cứ nói vợ mình là gái thôi. Có nhiều người á lại mua bánh. Cái con bé em mới nói, mới lấy cái bịch cho cái chồng em mới nói là đây là con đó. Cái nhiều người ngạc nhiên nói vậy nè, ủa cũng có vợ có con nữa hả? Đó, nhiều người ngạc nhiên như vậy á. Con này giống như chị dễ anh trai. Dạ đúng rồi. Cái bắt đầu cái thầy em cũng ngồi kế bên, nghe nó kêu là Thư Thư con lại con lấy cái bịch cho bà đi. Cái xây qua, ủa con cũng có vợ có con nữa hả? Đó, để nói một câu, nói chung mình nghe mình cũng đau, nhưng mà cậy đi. Khi dễ giống khi dễ chồng em. Nói chung là em gì này, em cũng vẫn là chổi cây tối gì này, em chỉ đi buôn bán chứ em không có xin xỏ ai ngày nào hết. Mong là cô chú quay video này, cô chú đừng thấy coi đây là sự thật, chứ đừng cái xăm si sau lưng em là sự không có đúng sự thật.
Nói chung là thương thương không hết nữa ha. Dạ, nói chung là em phải chổi cái tối như này em mới đứng được. Dạ. Nếu mà em trượt cái cây này em sẽ té. Có khi em đi bước đi mà cầm bịch bánh mà em đạp được cái nắp này gì này là em sẽ té. Nó chợt liền. Nó chợt em sẽ té. Ừ. Dạ. Khi cầm cái cây này là cái chai, cái tay em nó chai hết trơn. Chai hết rồi. Dạ. Và trên này nó sẽ lỡ hết. Ờ, thấy rồi, rõ trời. Đây. Nói chung là anh là một người đàn ông là vượt lên chính mình đó. Dạ, lỡ. Đôi chân không lành lặn mà anh làm được như vậy, bởi vì tội nghiệp lắm. Nói chung là cô chú anh chị mình ơi, thì thấy ảnh bán ở chùa đó thì mình ủng hộ một bịch bánh đi, là cũng như là mình phát tâm đi. Mình thấy người ta như vậy mình phải thương họ không hết nữa. Đôi khi những người nghèo nhưng mà họ tay chân lành lặn mà họ đâu có cái cách suy nghĩ giống gán làm giống anh trai này đâu. Anh Thơm thì rất là chịu khó, nhưng mà vì ảnh hưởng tới gia đình trong suốt mấy năm qua đó, vì lý do người ta cứ nói vợ mình là gái làm ảnh, nhiều khi ảnh muốn nhảy cầu gì đó lúc trước đó, thì làm gì có tội nghiệp cho hai đứa con và một người vợ trước đó để lại một đứa con rồi đứa con sau nữa. Ảnh rất là may mắn, mình nên chúc mừng cho ảnh có một người vợ sau này rất là đẹp gái, nói chung là hết lòng vì chồng. Người ta nghĩ vậy mình đó, lúc mà mình mới về đây người ta có nói nghĩ vậy mình sao nữa không chị? Thì người ta chỉ nghĩ mình vậy thôi, nhưng mà em cũng gán khuyên chồng em. Em nói cởi đi, người ta nói gì ta nói. Nhưng mà hả, càng ngày càng quá, càng nhiều càng quá dạ. Với lại vợ chồng em cũng ít có đi ăn uống gì lắm. Như thỉnh thoảng á, như là làm cuối tuần khi mệt mệt á, rồi chồng nó thôi đi ra ngoài á. Nói chung vợ chồng hay ăn quán ốc 35 lắm. Tại vì bé em nó phái ăn ngoài đó. Bởi năm ba cuối tuần em hay dẫn bé em ra ngoài ăn lắm. Nhưng mà ra ngoài thì nhiều cặp mắt rồi nói xỉ xỏ nhiều quá. Đông ba giờ nói chung em cũng ít có ra ngoài nữa. Dạ đúng rồi. Nói chung thì mình cũng thích ăn ngoài đó. Nhiều khi trước á là mình cũng giúp họ người ta. Đúng không? Đúng rồi. Mình chân buôn bán mình không có. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ra ngoài đó thì những cặp mắt nhìn chồng em chỉ trỏ nó kia nọ. Nói chung ăn cũng không ngon gì hết. Nhưng mà kệ. Vợ chồng cũng gán ăn. Vui vẻ với con cho con á. Ăn thì vui đi. Kệ. Nhưng càng lúc như mình nghĩ vợ chồng chứ nghĩ đơn giản vậy nè, thôi kệ ở Bạc Liêu không à, thì ví dụ nhờ khách ngoài Bạc Liêu vô ra ngoài đây giúp hỏi chồng em bánh, thì nói chung vô chồng thì khách buôn bán gì mà chủ yếu mình vô đó mình ăn mình giúp hỏi cái nhất nữa, như vậy dân buôn bán này cái nọ giúp qua giúp lại, thì chứ em đâu suy nghĩ tới gì vấn đề là tao lại đang tao chỉ chỗ mình. Em hỏi anh chứ giờ anh gọi anh bàn ăn vậy nè. Rồi cứ anh cứ người này xì quá ăn khi xì lại không gọi anh nghĩ đi, nói chung người cũng buồn chứ, nhưng kệ mình cũng gán gặm vui đi ăn ăn cho qua cho rồi cho thôi. Đau lắm em. Dạ đúng rồi, nói chung cũng buồn cũng đau lắm chứ anh. Rõ ràng là em dẫn con em vô là em kêu Sương Nghiêu là cha con à. Con em nó kêu em bằng cha vợ em nó kêu em bằng chồng à. Và người ta lại không tin à. Nói chung mà là... trước mặt người ta không nói mà người ta nói sau lưng. Em nói thẳng ra, nói thẳng giống như giờ á, quán 35 đó, cái anh chủ á, anh Tí đó, ảnh gành anh Thơm lắm. Tại vì hồi xưa giờ là ảnh bán bánh là trong quán ảnh đó. À, quán dạ đúng rồi, giờ nhưng em mà... cũng tới đó ăn hoài, ảnh cũng nhưng biết mà... em là vợ ảnh vậy. Bởi vì nói như vậy làm ảnh hưởng, nếu mà nói những câu khác còn nghe đỡ, thì nói làm gái nói chung làm ảnh hưởng. Mà những người nói phải chi là quê ở Tiền Giang biết gốc gác không mà tự xin nói vậy. Nói chung là không quen biết gì hết luôn. Dạ. Không quen biết gì hết. Tại vì sợ nhiều khi người ta quê đó người ta nói. Chứ nếu mà cùng quê em là em nhìn em biết. Nhưng nói chung là quê trên em cho ít có đi chùa xuống dưới đây lắm. Hồi xưa giờ mình có làm nghề đó không mà người ta nói vậy? Dạ không. Đây xưa giờ em có chồng ở thành phố à. Rồi sau này rồi em giống như khó khăn quá em mới về quê. Rồi về quê cha ruột em ở cất cái chòi ở nhà ở đó đó. Rồi sau này em mới thôi chồng em ra xong rồi đầu bắt đầu em mới lấy ảnh. Đó rồi em đi mận công ty vậy thôi à. Chứ chính thức mình đâu có làm cái nghề bậy bạ đó. Nói chung mình không có mận gì hết. Lúc trước em có chồng thì em không có làm gì hết. Rồi sau này rồi khó khăn quá em mới đi mận công ty đâu được gần 5 năm. Là bắt đầu là em mới gặp anh này. Rồi anh này nói thôi mận công ty không có nhiều hết thôi. Giờ về đây đi rồi anh phụ nuôi con này cái nọ vậy đó. Mình nghĩ ví dụ anh thì nghĩ ví dụ mình đã lỡ thời rồi. Bây giờ ai mà hả nói hứa hẹn mình nuôi phụ con mình mừng rồi đúng không, thương mình mới lo con mình thì đâm ra làm vậy thôi, em nghĩ vậy thôi. Bây giờ thì mình đi thêm bước nữa, dù gia đình em nói chung á anh chị đều nói kia nọ anh bị tật nguyền nói này kia nọ, nhưng em cũng không suy nghĩ gì hết.
miễn giờ ai thương mình lo con mình cho người lo thương mình lo con mình là được rồi. Ngoài ra ai mình sống với chồng mình chứ đâu có ai sống đâu. Dạ. Thí dụ giờ anh thương em, anh khuyên thôi đừng có ở với nó. Nhưng mà em, anh cũng có ở với em đâu, đúng không? Anh cũng đâu có lo cho em được cái gì. Đó là cái chỉ là cái miệng ngoài đời thôi. Nhưng em chỉ cần là cái sự là thật lòng, người ta nói được, người ta làm được. Đó, bởi em thương anh cái chỗ đó, với lại anh lo làm ăn lắm. Chứ không có cờ bạc, rượu chè gì hết trơn á. 112 tháng không có. Em mướn nhà đi bên đây là bà này nó tối ngày tao không thấy mẹ ai rủ ai gì ăn nhậu hết trơn, nói không Út ơi. Buôn bán cực khổ lắm, bởi năm ra vợ chồng lo gán làm Út ơi, chứ ăn nhậu gì. Như thỉnh thoảng buồn rảnh rảnh thì vợ chồng em ra ngoài quán ăn. Ăn rồi xong rồi đi về. Như cho khuây khỏa người vậy đó, buôn bán mệt mỏi rồi mình ra đó mình ăn cho nó khuây khỏa người rồi đi về. Giống như không gió không mát vậy thôi ra, nói chung là em thấy vui vẻ đâu không thấy. Thấy toàn là xì xào xì xầm tối ngày luôn. Dạ đúng rồi, nó ra nó vào hoài. Nhiều khi muốn ghé quán uống nước, cái giờ bắt đầu là hả khuất mình, cái đầu nó chỉ là chỏ là nói rồi đó. Có khi thúc mà ta thấy vợ em nó đỡ cái gò bánh xuống, em nói cái chạy ngang hay là làm gì đỡ gò bánh xuống, người ta nói nó gái đó vậy đó. Rồi em chở vợ em đi chợ, nó cũng nói là chở gái. Cái có khi ngồi bán bánh mà vợ em ngồi đây, con em ngồi như này, người ta nói cũng giận, nó cũng nói là gái gú chơi gái với vợ con gì. Rồi anh ta nói gì trước mặt anh, sao anh không hỏi người đó là chứng minh là em lại em hỏi thôi. Em hỏi không thì người ta chối, người ta không có nói gì hết trơn, người ta nói người đằng kia đi phớt qua là nói gì, nói nhỏ nói về này thôi, mày chỉ trở lại thôi. Rồi có khi em nghe lại nhưng mà em lại hỏi thì người ta chối, người ta nói ta không có nói, ta nói không có nói. Nhưng mà tin đồn của hai vợ chồng anh là ảnh hưởng là mấy tháng rồi? Dạ mấy năm nay luôn. Mấy năm nay luôn hả? Nhưng mà em cũng không biết tội bài của ai, giờ chỉ cũng nói với vợ thôi. Có khi em buồn quá ngước mặt lên trời nói trời ơi giúp mình con với, chứ sao mà người ta đối xử với em vậy. Bị qua hắn đã mình tật nguyền như vậy, mình có một người phụ nữ cùng với mình xinh đẹp như vậy hỗ trợ cho mình. Dạ. Mà bị người khác nói này nói kia hả? Dạ. Ai kiếm vậy? Không có, người ta kiếm người trước. Dạ. Nó thiệt, nó buồn lắm anh ơi. Thế anh nói thiệt, nó thiệt cho anh á, bị gì này á, nó khổ lắm anh. À. Từ nhỏ tới lớn mình thua sức người ta, mình tủi thân lắm. Dạ. Tủi lắm, thiệt. Đúng rồi, em cũng thấy anh có cái nghị lực á, một người đàn ông. Đứng thì to đi á, mà té cái nó buồn lắm. Thiệt. Buồn. Rồi. Đúng ra người ta thương anh không hết nữa, đã mình tật nguyền như vậy mà có một cái động lực để mà vươn lên, mà được một người vợ như vậy tới đây để mà cùng hai người để cùng với nhau gắn bó với nhau để mà xây dựng một cuộc sống, có chung nhau một đứa con, nhưng mà bị mang tai tiếng là mình là vợ, mình là gái, mình ảnh hưởng cái kinh tế, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cái công việc cơ ngơi mình chỉ làm công việc này. Đúng ra nếu mà người thường đó, người ta thấy anh như vậy á, người ta phải thương anh không hết nữa, giúp đỡ mình. Bởi vì em đi làm thiện nguyện em thấy như người tàn tật em rất là thương. 5 giờ sáng em đi bán tới 7, 8, 9, 10 tới giờ 10 giờ tối. Dạ. Em chỉ ngồi em bán từ sáng tới tối, nhưng mà người ta không biết em sao, chứ người ta cứ đi vô người ta chỉ mặt em đó, nó bán bánh đi chị gái có đâu. Gõ gàng người ta thấy đi vô người ta thấy em vẫn ngồi đó, mà đi xuống lúc nào cũng vẫn thấy em ngồi đó. Dạ. Mà người ta lại nói như vậy đó. Anh thấy bán đi buôn bán thiệt, chứ còn phải lo cho cha mẹ già ở dưới nữa, còn thằng con trai ở dưới nữa. À, không lo vợ trước nữa ha. Dạ. Vợ trước. Thì tại vì vợ em nó chết á, rồi nó để lại cho em đứa con, rồi em nói chung lúc đó em lo cho vợ em nhiều lắm, nên em cũng thiếu nợ nữa. Dạ. Rồi em nói với vợ em gì này, rồi em cũng đã mần trả nợ cho người ta hết rồi. Ừ. Rồi á, bây giờ em phải buôn bán để lo cho vợ em, con em dưới hàng tháng phải gửi về dưới, rồi gửi tiền cho cha mẹ em nữa. Dạ. Nuôi cho con em học ở dưới. Con dẹp đi, con đâu có ăn đâu. Hôm lớp trước học mẫu giáo, năm nay là 7 tuổi vô lớp 1 rồi. Thứ hai nữa là em có tật, em cũng thua sút người ta nữa. Nếu em nói cái gì á, ví dụ như giờ người ta đã nói cố tình như vậy, người ta không biết tự nhiên việc, nhưng mà tôi cố tình như vậy, em nói càng lớn, người ta càng ghét em thêm. Thậm chí người thì có khi người ta lại người ta quýnh em luôn cũng không chừng, tại vì em đã như vậy mà. Yeah. Em cũng đâu có làm lại người nguyên vẹn đâu. Nên em chỉ ngước mặt lên trời, có khi em buồn em rớt nước mắt.
không nghĩ sao. Tại sao đối xử với em như vậy? Nói anh nghe là cái gì cũng vậy, ví dụ giờ anh nghèo ta khi dễ, trong ra ảnh một phần có tật rồi, anh đã cố gắng phấn đấu làm lên để ta khỏi khi dễ, thì trong khi đó thì bị người ta ganh ghét, người ta nói bôi cho chát chấu vô đầu nói vậy. Và với lại sự thật á, vợ chồng em thật sự là lo mừng ăn, hỏi anh thử xuống chùa hỏi 4 năm nay vợ chồng cứ buôn bán sáng đi chiều về tối, 9-10 giờ đêm mới về tới nhà, còn con bé này 3 tháng rưỡi nè, em lên ai xuống dưới nó nằm nó dưới chiếc xe đẩy á, rồi ha cha nó bán rồi đó, rồi nó nằm nó chơi đó, rồi em có dinh bánh này kia nọ, nói chung cũng cực khổ lắm anh. Nên nói chung là buôn bán cái gì có đồng tiền cũng cực lắm, chứ không phải là sung sướng mà mình được có đồng tiền. Nhiều khi á, thế vợ chồng em tật nguyền á, thương không hết. Ví dụ giờ anh thương anh giúp hỏi đúng không? Đúng. Còn dù anh cũng thương thì anh giúp hỏi em nó cũng vui vẻ chứ không gì hết trơn á. Có nói lại cái đắng còn nói thế này thế kia thế nọ, anh thử nghĩ đi. Đã người ta đó bị như vậy là nó là một phần buồn rồi, bây giờ còn chỉ chết đời trong cái đứa vợ con đàng hoàng đó mà anh cứ nói là anh có đi làm nơi buôn bán kiếm tiền chi gái. Ủa vợ con tôi ngồi đó, ví dụ anh cứ nghĩ nè, không có con gái nào mà khùng điên gì để theo những người tật nguyền hết trơn á, nó phải đi theo người lành lặn có tiền của nhà cái xe cao nhà cao cửa rộng, chứ không lẽ thằng này con gái nào mà đi làm gái mà đi theo bán bánh phòng và tật nguyền kiểu này. Chứ không có gái gú nào mà ngồi bởi kiểu đó mà ngồi với chồng mà từ sáng tới tối, rồi con nữa vẫn theo đùm kiểu đó nữa. Nói chung á, một người nào ví dụ á, em nói thẳng luôn, cái xã hội này muốn phê bình ai dù cho người ta nói xấu người đó như thế nào, mình cũng phải nhìn thẳng vào cái công việc. Mình cũng phải suy nghĩ, ủa thằng này nếu mà nó chơi gái, nếu mà nó dẫn gái ngồi kế bên, thôi nghĩ sao con gái nào mà nó có bán được bánh được bao nhiêu tiền, mà con gái nào mà chịu đi theo nó mà ngồi từ sáng tới tối ngày nào cũng như ngày nấy. Mình phải cũng phải đánh cái tâm lý, mình phải suy nghĩ đi, trừ khi có vợ con cùng nhau cộng cam cạnh khổ mới ngồi như vậy thôi, chứ không con gái nào nó lại nó đớp tiền nó đi chứ mắc mớ gì đâu mà phải ngồi chi mà chầu trực từ sáng tới tối, thì sáng ngày nào quanh năm suốt tháng vậy được mà nghĩ sao mà người ta nói như thế nào mà tung tin lên cỡ đó luôn á. Nói chung ảnh cũng buồn lắm. Em có khuyên hoài hả, cởi đi nơi cởi năm xui tháng hạn thiệt, năm nay hai chồng em xui thiệt, nhưng mà bây giờ á thì em nghĩ em chỉ khuyên ảnh là năm xui tháng hạn. Ảnh nói bây giờ xui thì cũng phải xui, nhưng mà cái gì cũng phải có lý do, mà kiểu nó này cái này là oan ức cho mình quá, em ra là bất xúc. Ảnh cứ buồn, em khuyên hoài nói chung giết rồi hai chồng cũng gây lộn luôn. Em kêu thôi khuyên bỏ đi, ảnh cứ nói bỏ rồi giờ cứ vậy càng ngày càng nhiều, rồi tới chỉ vô mặt mình như vậy, nói chung mình thấy mình cũng tội. Nói chung là bây giờ thì chẳng qua là giờ là anh chẳng qua là cái duyên, đúng không? Anh đến anh giúp hai chồng em, nói chung là em cũng biết ơn lắm đó. Em chỉ cầu mong sao á, khi mà có đoạn clip này cộng đồng mạng á đều thấy như vậy thì hãy bỏ qua đi, chứ đừng cái chỉ trích vợ chồng em nữa, em nói thiệt. Nói chung là buôn bán nó cực khổ lắm rồi, chồng em á cũng đã như vậy rồi. Nói chung nếu mà một người bình thường có chồng như vậy ra có mặc cảm vậy anh, nhưng em á là thương thật lòng, có con luôn rồi, ai mà sống không có từng có sĩ diện, đúng không? Nhưng mà em gạt bỏ sĩ diện một bên, vợ chồng quen nhau ở nhà hạnh phúc là được rồi, chứ ngoài ra em không có cần mà dòm ngó tới người nào nữa hay là thế nào nữa nọ. Mình phân bì chồng ta đi đứng được, mình ra đường chồng mình nó tật nguyền thì mình đi ra cũng mắc cỡ, nhưng mà em không bao giờ em suy nghĩ về vấn đề đó. Chứ nếu mà em suy nghĩ vấn đề đó là em không bao giờ mà em tới với ảnh, mà chẳng những á, ví dụ như nhiều người tao nói nó quen chỉ qua là qua đường, anh thử nghĩ nếu qua đường làm sao em có con bé này đã có giấy kết hôn luôn rồi, chứ đâu phải là nó là thật lòng, chứ đâu phải mà mình lợi dụng. Mà ảnh có cái gì để em để lợi dụng, ảnh chỉ buôn bán kiếm sống hàng ngày thôi, nhà cha mẹ chứ cũng nghèo khổ nữa, chứ đâu phải mà giàu có như người ta thì em lợi dụng. Em nói chung là không có gì hết, chỉ là hai chồng tự động là buôn bán tự sống làm ăn thôi, chứ ngoài ra hả là không có gọi là lợi dụng hay là cái gì hết. Nói chung gia đình em á, ngày đầu tiên em cũng nói ảnh như vậy, nói chung là gia đình em đó là cũng hơi bị phản đối nên là như vậy. Nhưng mà em chỉ nghĩ là thôi kệ đi, chẳng qua là cái duyên cái số cái phần của mình. Nhiều khi á nó không, em thẳng ra luôn, mình gặp ảnh lần đầu tiên nói chung là hả là em biết ảnh là nói chung là em cầm nước mắt không được rồi đó. Nhưng mà chẳng qua thấy anh như vậy. Dạ đúng rồi, thì nhiều khi quen ảnh rồi anh nói em gặp ảnh nói là thôi
Anh hẹn tới hẹn luôn, anh đâu có nói dù có tạo cái chân. Thì quen nói chuyện thì chỉ đối diện trên người thôi chứ đâu có tới cái chân. Rồi xong ở đầu cái em mới nói là thôi bây giờ thôi gặp mặt đi. Nói chung là mình cũng có tình cảm thương, đông ra ổng nói thôi giờ anh nói thiệt là giờ anh đi bằng hai cái tó. Trời ơi, em nghe cái nói chung là nước mắt em cầm không đậu. Do bắt đầu á, ảnh nói nếu mà thật sự thương ảnh á thì ảnh mới đi xuống gặp em. Rồi em mới nói thì anh cứ xuống đi, đó là do cái đó là do trời thôi chứ đâu phải là do anh. Thôi vậy thì do cái số phần anh vậy thì thôi, thì giờ cứ gặp đi. Rồi bắt đầu làm rồi bắt đầu là em mới gặp mặt. Gặp mặt nói chung rồi cũng thương ảnh, nó giờ hoàn cảnh khó khăn rồi này cái nọ. Rồi nói chung rồi em thấy vậy thôi, vậy em cũng nói gia đình này cái nọ, mà gia đình cũng nói chung cũng phản đối. Nhưng mà em nói thôi kệ đi, mình thương mình sống mình của mình chứ mình không có sống với ai hết trơn. Lắm ra nếu mà thật cái lương tâm mình á, nếu một khi đã thương ai rồi thì nói chung thì giờ mật ai nói gì nói, mình cũng không có quan tâm về vấn đề đó, miễn mình thương là được rồi. Bởi đông ra bất chấp hết tất cả. Rồi đó xong đời em xuống đây em sống với ảnh luôn. Rồi đó là ngay mùa dịch luôn đó. Rồi nay là được 4 năm, có con bé này được 2 tuổi rồi. Thì dặn vợ con mà nói chung là vợ nào anh cũng thương hết trơn á. Rồi dặn chẳng qua là vợ trước anh bị xấu số thôi. Thì bệnh đó thì ngặt nghèo quá thì chẳng qua là cũng do số phận của vợ ảnh thôi. Chứ nói chung là không có gì. Thì giờ á, thì anh nghĩ đi, thí dụ giờ ảnh tật nguyền vậy buôn bán cũng phải có người nâng đỡ. Đúng chứ rồi. Anh thấy không, thử vợ giờ ảnh chỉ xách cái tó anh đi vô tới chỗ đó. Em có ginh tới, gỗ bánh tới đó, ảnh đứng anh bán thôi. Hết là em cũng đi xách bánh thôi, nói chung là ảnh chỉ đứng bán bánh thôi. Ngoài ra ổng xách không có gì được hết trơn. Nhiều khi có những dạ. người á là lại mua qua bánh. Cái người kia nó lôi lại, không cho mua, không cho mua. Rồi sao mà ngộ vậy? Rồi cái khi người ta đang mua một bánh ra ngoài kia, chặn đường lại, nói như vậy là cố tuyên truyền. Mà em nói nghe nhiều khi một người đó đi vô cái chùa ba một ngày ha, cứ canh là đông vậy đó. Cứ vô rồi nói vậy đó. Bốn lần, ba bốn lần nghĩ một người đi vô đó. Rồi gặp mà ai mà mua đông đông là nói vậy đó. Nhưng mà em hỏi á, hỏi lại á thì chối. Nó không có. Nhưng cái nhầm người ta cũng nhiều người ta đều nghe hết trơn, người ta hỏi ta nói cái bà này bán, ta đều biết là cái người đó nói là không có sự thật. Mấy người bên chùa ta đều nói là không có sự thật. Rõ ràng là bà nói không có sự thật, tại vì lý do là cái cô đó từ mấy cái tỉnh khác xuống. Theo em được biết là lý do là vợ em nó đang ngồi kế bên em nè. Người ta nói nhỏ này là gái chứ vợ con cái gì. Cái người kia nó vợ con nó đó, bà kia, cái người nói đó đó. Cái người khách đi qua đường đó, vợ con người ta đó mà nói kỳ vậy. Đúng rồi. Cái nó đứng lại nó chỉ gái chứ vợ con cái gì. Nó mấy người nó cũng buôn bán không, cái người nói chung là đa số là khách. Khách nhưng mà cái người ta cố tình nói như vậy đó. Đi đấy là dằn mặt lại cái gì vậy đó. Nhưng mà thực sự là nói chung là tôi cố tình luôn đó anh ơi. Nhiều khi đó người khách ví dụ như là anh nói, nhưng anh này nói là vợ con người ta, nhưng mà anh cũng cố tình anh cứ vẫn nói là gái chứ không phải chứ vợ con gì ít. Nhưng mà người ta chối, người ta nói chỉ đằng nói đằng kia, không có nói gì tới em. Em nghe rõ ràng. Em không hiểu tự tại vì sao vậy. Nói chung á, cái thứ nhất là em bán không có đụng mặt hàng với ai hết đó. Ví dụ như bánh phồng mì nhiều khi người ta cũng có là bánh sống chứ không có bán bánh chín đó. Lúc trước là em bán vé số. Vé số với lý do là không cho trả. Em mới lấy bánh em đi bán. Mới lấy cái bánh này mình làm lại. Dạ. Ngày lúc trước là ngày bán vé số. Người bán vé số không cho trả. Trước em bán vé số trên chùa Đông Hải Hưng Thiện. Thì em bán nói chung là ta thấy em có tật người ta mua ủng hộ rồi người ta bứt lông nách ta bỏ vô cơm, người có chuyện đó luôn. Dạ. Rồi sau đó là người ta kêu em lãnh đại lý người đó, nên đại lý bên đây em lãnh là tờ được 1250, bên kia tờ có 1000 à. Nên em lãnh tờ được 1250, em không lãnh đại lý kia. Rồi chặn đầu xe, mướn người chặn đầu đường em quýnh em. Trời ơi, sao mà bị tật rồi tối đó gặp nạn không vậy anh trai? Em cũng không biết nữa. Là quýnh em luôn. Rồi sau đó mướn ba bốn người chặn đầu xe quýnh em. Quýnh em xong cái mấy tuần sau, tuần xe lễ sau cũng ngày thứ bảy đó. Rồi anh đó, anh đụng xe anh chết. Cái người mà kiếm chị với anh đó hả? Đã đụng xe chết. Anh thấy không, cái nghiệp trước mắt đó chứ không phải vậy. Đụng xe chết tại chỗ. Mình
làm gì, mình làm cái lương thiện đi, sáng mai chút mai nó có biết. Rồi sau đó người em mới thấy bán thì thứ mức nắng mưa mưa là mưa trả không được, rồi em bị ôm hoài, rồi em mới kiếm cái nghề khác, em mới đi tìm nghề bánh phồng. Mình lấy gì mình gia công lại. Gia công lại một cái nướng. Rồi lúc trước là vợ em nó chưa, nó cũng bị vừa bị ung thư mà vừa nó bánh cho em. Rồi, dạ trước đó. Dạ, rồi sau đó rồi nó bệnh nặng quá rồi phải đi Sài Gòn. Rồi đó rồi em cái vừa mưa nướng, vừa mướn người nướng, nướng xong em không có lời, tại mình mướn người ta nướng rồi, bán không có lời này kia. Rồi lúc nào nó bệnh nó trời ơi anh ơi, cứ đang bán thì nó kêu chuyển tiền, đóng tiền bệnh viện đó, trời ơi cái hết tâm trạng. Cái nói chung muốn lo cho người hỏi tiền bạc này kia tùm lum. Mất mấy năm mà mới lấy vợ này? Dạ 3 tháng. 3 tháng rồi cưới vợ mới ha. Tại công việc tại vì trước khi mất là vợ em nó biết cái thực sự xưa mà em khó khăn vậy, nó cũng chăn chối em. Nói sao vợ nói sao? Anh cứ lấy vợ sớm đi rồi để mà giúp lo cho anh. Nhưng mà anh phải lấy người lớn tuổi hơn anh. Dạ, anh hãy lấy. Dạ. Phải lấy người lớn tuổi hơn, phải lấy. Nhưng mà thứ hai nữa là phải thương con. Thương con hai người trước á. Dạ. Ông trước của mình á. Chị này có thương con không? Dạ nói chung thì cũng thương, mà điều cái là không có gần gũi với mình thôi, tại vì bà nội nó nuôi. Dạng như em, tới tháng thì chỉ gửi tiền về thôi, còn bà nội nó nuôi ở dưới chứ em chứ không có gần gũi với em. Cái gì cũng tốt, chứ nên nếu mà nói về anh trai này á, một mình ảnh á là không có ai phụ á, là chắc chắn là cái đồng lương nuôi con không có đủ. Dạ đúng rồi. Dạ. Thứ hai nữa, có khi tối về em đỡ thùng bánh, em đỡ không nổi. Đúng rồi. Em vuột cái tay cái nó rớt nó bể nguyên một thùng luôn. Lúc đó em chỉ ngồi em buồn em gấp. Bể một thùng vậy là đỡ cái vụ đâu có nổi đâu. Cái là nó bị nát trong bọc. Tại vì giò em nó có bay lớn à, đâu có đứng được đâu. Đâu có đứng được. Em bị sốc bại liệt từ 3 tuổi tới giờ. Sốc bại liệt. Mà dạ. Anh có mấy người anh em? Em có hai anh em. Em nhỏ con gái có chồng ở Đầm Dơi. Tại vì lý do lúc trước em ở Cà Mau, quê em ở Cà Mau là dưới làm ruộng, là dưới thọc bắp chuối. Lúc trước là em thọc bắp chuối. Đi thọc bắp chuối bán luôn. Dạ. Nhưng mà khi anh biết không, cái mùa tắt nước á, kéo thọc đầy xuồng rồi kéo không nổi. Kéo người ta khi người ta thấy ta thương, có người đi ngang người ta kéo giúp. Kéo biết kéo anh nổi, em mới lên đây bán số. Chuyện thứ hai nữa, dưới nó mưa lắm. Cà Mau mình á. Dạ. Mưa gì nó mưa từ sáng tới chiều. Từ chiều rồi tối nó mưa tới ngày mai, mưa suốt luôn gì đó. Bởi vì mới bỏ quê để lên đây lập nghiệp. Dạ ha, em muốn ha, bất ngờ lên đây thôi. Em tính đi lên đây thắp hương thôi. À. Hương mẹ Nam Hải. Rồi sau đó em thấy trên này nó đông hơn, em mới lấy số bán thử. Thì em mới bán được hơn dưới. Rồi em mới ở rồi em mới ở trên này luôn. Chắc mình có duyên ở đây luôn rồi. Dạ. Chắc anh thường hay cúng đốt nhang quá ta. Dạ. Ê, em nói thiệt cho anh á, em muốn nhảy cầu mấy lần. Anh muốn buồn. Thôi anh đừng cứ nghĩ. Thế em chạy tới chỗ rồi. Cứ đi tới cầu luôn. Em thì nghĩ còn hai đứa con em. Trời ơi. Em còn hai đứa con em, còn cha mẹ em nữa. Thấy không, trong cuộc sống cái em biết làm sao chứ. Người lại nói rồi sau đó vợ em nó điện em tới tấp, cha mẹ em điện khóc. Nói mình lấy gái vậy đó. Ông quá. Là em nói em nhảy cầu. Thôi đừng có suy nghĩ vậy. Nói chung bỏ đi. Là cha mẹ em điện là khóc rất là nhiều. Rồi cho nó vợ em nó điện. Em buồn chán cái đời. Cái số nó vậy rồi, vậy từ nhỏ tới lớn. Thiệt anh nó thua xúc người ta buồn lắm anh ơi. Anh nguyên vẹn anh còn đi chơi đi bài. Đi này đi kia đi có thể đi chơi đi đám đi tiệc đi đó. Nhưng anh biết không, lúc mình ở dưới quê mình bị như này á, nhà nghèo khổ đâu có đi đâu đâu anh. Em nói trời sao kỳ đối xử với em như vậy hoài vậy trời. Nếu mà không có hai cuộc điện thoại thì chắc bữa đó em đã xuống rồi. Em dừng biết là bao lâu là lúc đó là gặp vợ này chưa? Là có vợ con này rồi. Thế vậy gì có vợ người ta mới đồn như vậy. À,
nếu không có vợ là người ta không có động như vậy. Tại vì người ta nghĩ là vợ em gì này bị vợ ung thư chết thôi. Khi em chở vợ em gì này, người ta mới nói là em chở gái. Là mới có cái câu là chơi gái. Nhưng thật sự người này là không phải là gái, nhưng là vợ của em. Dính nước 100%. Nói chung mình nói nghe, ví dụ như buôn bán á, không có khách, nói chung ế ẩm mình cũng vui vẻ nữa. Tại vì không có khách buôn ế ẩm, nhưng mà hả, mình cũng vui, nhưng mà có cái là mình buồn, có cái là người ta nói mình như vậy trong ra buồn. Giống như anh không còn tâm trạng đi buôn bán nữa, đúng không? Nói chung là em mời bánh, không mua em vẫn vui. Yeah. Em không có nói tiếng nào hết trơn. Yeah. Nhưng mà nói em như vậy là em rất là buồn. Tại việc đường sống của hai vợ chồng em. Dạ. Mình với công việc của mình là buôn bán để mà nuôi sống gia đình. Dạ. Nhỏ của mình mà. Dạ. Ra đường người ta cứ nói như vậy làm ảnh hưởng tới. Dạ. cái nhân phẩm của con người mình nữa. Dạ. Dạ, ví dụ như em buôn bán, vợ bán thì chê mắt chê ghẻ em cũng không có thành vấn đề, em cũng không nói gì hết. Dạ. Không mua được thì thôi. Dạ. Có khi người già bán, em bán như bịch gì đó 25.000, ví dụ không mua chê mắt, ví dụ nhiêu đó em vẫn sẵn sàng em cho luôn, đưa luôn, rồi trả em nhiều trả, em không nói tiếng nào hết, em không có nói tiếng nào hết. Có những người ấy là dụ như em thích mua thì mua, không mua thì thôi. Dạ. Em không có nói, em vẫn cười vui vẻ đàng hoàng. Nhưng mà con cái không mua mà lại đằng kia chỉ chỗ nói này nói là kia là phá gì đó phải không? Dạ. Cứ ta đi vô ta gặp người này ta cứ vô gặp mặt em là gặp mặt là nói rồi chứ không có biết lý do gì hết trơn. À. Giống như cái người mà giống như những người đi trước nguyên một phái đoàn như vậy, có một người nói là em như vậy, nói sao, nói thằng này nó bán bánh nó chơi gái không, đừng có mua cho nó. À. Là cái mấy người đó ùa nhưng không mua. Quận sau cái những người đó đi chùa tiếp. Ủa, tục mà em nói thấy người khác cái vụ mua bánh nó đâu có liên quan tới cái cá nhân của anh đâu, mà tại sao người ta nói vậy? Giống như là người ta nói là ảnh đã dậy rồi. À. Người ta chủ yếu là ta giúp hội thôi. Nhưng mà cái đồng tiền đó ảnh không biết sử dụng, ảnh đi chơi gái, cho gái, nói chung là như vậy đó. Bởi đâm ra là suy nghĩ như vậy, đâm ra người ta không, nó cản lại không cho mua. Nhưng chắc là anh có vợ đẹp như vậy mà. Nhưng mà em đâu có đi đâu. Vợ cái bên mà ta còn nói vợ mình dạ, là gái. Nói chung là dạ. Vợ chồng em buôn bán từ sáng tới tối rồi đó. Kể anh từ trước đến giờ là khi vợ trước em nó bị mất á, là em còn phải bán từ sáng tới tối để mà còn mưu sinh lo cho con nhỏ em. Lúc trước là mới có 3 tuổi à. Dạ. Là em phải gửi tiền gì dưới mua sữa, cha mẹ em mua sữa. Uh-huh. Rồi đóng tiền nhà trọ. Dạ. Rồi sau đó là gửi tiền cho mà trả nợ, rồi sau đó gửi tiền cho con của vợ em nữa. Dạ. Đó. Nói chung vợ chồng em là nuôi ba gia đình đó. Nói chung giờ á, nuôi con nghĩ em đi. Rồi giờ nuôi đứa bé này, rồi nuôi đứa bé con của ảnh nữa. Nói chung là hai chồng em giờ là nuôi ba nhà đó. Đó. Thường không hết nữa ha. Đáng. Từ sáng tới tối không dám nghỉ luôn, anh nghĩ đi. Có khi em đi bán quán nhậu là em lội xong rồi em đi qua em sáng em đi 5 giờ sáng, 6 giờ em chạy tới trường học. Lúc đó là em chạy tới trường học để em bán. Em tới trường học xong, trường này xong em mới canh giờ em qua bán cái chợ bên kia. Chợ bên kia xong em mới qua cái trường bên đây lúc mấy giờ để tan. Yeah. Em chỉ coi đồng hồ thôi. Có khi nó thiệt cho anh, tới khi 11 giờ em quên ăn cơm luôn. Tại vì cũng sao không? Phải kiếm tiền. Còn con nữa. Không, anh như vậy mà anh có một cái tư duy cố gắng như vậy đó em rất là mừng. Đúng đó, em phải ngưỡng mộ anh đó. Anh đã tật hai chân như vậy mà anh cố gắng làm nuôi cả ba bên luôn. Nói chung là giống như chị Trang nói nè, nuôi cả ba bên của chú chị. Đâu kiếm ra. Nói chung là ảnh mới thấy cái trường hợp này, anh trai này, anh Thơm này là bị tật hai chân như vậy, mà anh cái tư duy của ảnh là anh biết làm mọi thứ, cũng như là nói chung là kiếm tiền để nuôi gia đình thôi. Nhưng mà được ra đường thì người ta cứ nói vợ ảnh là gái, lấy tiền đi chơi gái gì đó, theo gia đình chia sẻ lúc nãy. Có người ta nói câu này nè, giúp họ chi thả cọp về gừng. Đó, anh thử nghĩ nói mà không mua bánh thì thôi. Giống như hôm qua có thằng bé kia, có bác kia mua. Xong rồi hả, có thằng nhóc có lợi nó kêu ông đừng có mua, mua thả cọp về gừng. Đó, đừng có mua bánh cho chú này. Đừng có mua bánh chú này, thả cọp về gừng. Anh thử hỏi coi, ủa tự nhiên thả cọp về gừng là gì? Mua bánh thí dụ giúp họ thì giúp cũng giúp thôi. Mà tại sao như vậy, đúng không? Mà trong cái đó giờ là vợ chồng có hẳn hồi đàng hoàng chứ đâu phải mà anh này này kia nọ đâu mà đi nói vậy. Em cũng đâu có thiếu thốn gì đâu. À. Nói chung anh nghĩ đi, vợ đã có, con cũng đã có. Dạ.
nói chung là có hai ba trai gái rồi đầy đủ, vợ con rồi đầy đủ. Chùa này mà con nít gì như là 5-6 tuổi mà nó làm gì nó biết ảnh, mà nó còn lại nó còn nói ảnh như vậy nữa. Đúng rồi đó. Mà cái người anh nghĩ đi, không có quen biết gì, phải những người đó biết em ở đâu đâu sao sao mà nói vậy á. Hoặc là có khi người đó thấy em nói như vậy em cũng không tức nữa. Mà thật sự là không, em chỉ ngồi đó từ sáng cho tới tối. Và có khi em đi bán trường học á, anh biết không, có khi em đi bán trường học á thì em 6 giờ sáng 5 giờ sáng em sẽ chạy tới cái trường đó em bán xong. Em bán xong rồi em có khi em khát nước em uống một ly nước xong em chạy qua cái trường chợ bên kia, em bán xong em chạy qua cái trường bên này xong rồi em mới, lúc đó là 11 giờ mấy cái đó em mới được ăn cơm. Em ăn cơm xong là em canh giờ người ta đưa con đi học, em phải chạy ra trường khác, mỗi trường em chỉ bán một lần. Chạy qua trường khác xong em bán xong rồi em mới canh cái trường kia người ta đón con về. Em bán xong cái đó em mới về, bán xong đi về cái đầu em mới đi qua quán nhậu em bán tiếp tới 10 giờ chứ quán nhậu nữa, quán nhậu. Em bà xã vẫn đi theo hả? Em vẫn dạ, đi theo, theo. Hồi xưa chưa có con bé em đi theo tới chừng rồi, sau này em có bầu bắt đầu mới ra ngoài đây buôn bán ngoài đây luôn, là không còn đi bán quán nhậu nữa. Giờ sau khi đoạn video này đó mình có đôi lời gửi gì không? Cũng cái mong cô chú và bác anh chị thấy video này á, sự thật như này á, thì đừng có tạo tin đồn như vậy nữa. Nếu mà tạo tin đồn gì nữa cô bác cũng đâu có được cái gì đâu. Yeah. Mà nói chung là gia đình em á, thì nói chung là em cũng chỉ đi buôn bán gì này, em đi buôn bán chứ không phải là em xin xỏ ai 1.000 nào hết. Yeah. Và em cũng quay lên đây là em chỉ là chứng minh cái sự thật, giải tỏ cái nỗi quan thôi. Chứ em không phải là để từ thiện. Em không phải là quay lên để mà cho một người thương hại để từ thiện. Bị người ta nói vợ mình như vậy thì rất là tội vợ ha. Yeah. Nói vợ mình là gái, nói chung là tội nghiệp. Yeah. Nói chung là ngành nghề nào không biết, nhưng mà em thấy anh á là cố gắng như vậy mà được một người vợ như vậy, em đáng là chúc mừng anh đó em. Yeah. Nói chung là em nể anh đi lắm. Yeah. Một người tàn tật như vậy, để chung với chú anh chị mình đi quay từ thiện thì mình thấy rất là nhiều những cái trường hợp bị tật nguyền nhưng mà họ không có vốn, và cái thứ hai nữa họ không có tư duy để mà làm lên cái gì đó. Nhưng mà đối với anh Thơm á, anh Thơm một người tật đôi chân nhưng mà anh có cái đầu tư, anh nói chung có cái bộ não, anh biết kinh doanh, nói chung là vậy. Và được một người vợ đẹp nữa thì sau khi bị như vậy đó, người ta cứ tiếng đồn thổi nói với anh là lấy gái về nhà gì đó, nói chung là vợ ảnh là gái, nói chung như vậy là xúc phạm tới quyền cá nhân của chị Thơm, chúng là tội nghiệp chị. Tuy là chị nói chung ai nói gì nói, mà chị nói là chị hoan hỷ hết. Mong của chú anh chị mình xem video thì cứ để lại một bình luận xem những cái câu của những người mà ở tại chùa Bạc Liêu đó. Nói chung là mẹ Nam Hải người ta hay cản trở việc ảnh buôn bán để mình nuôi sống gia đình. Mình làm gì là mình triệt đường sống người ta, mình tội nghiệp họ không hết nữa. Họ sinh ra đã không may mắn rồi, nhưng mà cái lời nói của những người đó làm như vậy, nói chung là có một hai người thôi rồi họ cứ truyền miệng như vậy, làm tổn thương đến gia đình. Nhiều khi ảnh có cái suy nghĩ khác nữa, mình không biết lỡ ảnh hưởng tới anh này bị ảnh làm gì đó thì đúng ra là một người đó mang tội rất là nặng, đúng không cô chú anh chị? Bởi vì sau khi đoạn video này, mong tất cả cô chú anh chị mình xem và hãy hoan hỷ, cũng như là nếu mà cô chú anh chị mình có đi về hướng về Bạc Liêu cũng như là mẹ Nam Hải, hay là gặp anh trai này ở đâu đó buôn bán bánh tráng đó, hiện tại ở đây Bạc Liêu đó, thì cô chú anh chị mình giúp ảnh, ủng hộ ảnh đi để ảnh có cái động lực. Ảnh không bao giờ xin tiền ai đâu, ảnh chỉ là buôn bán cho yên ổn để anh nuôi sống cả gia đình của ảnh thôi. Mong cô chú anh chị mình xem và chia sẻ cho ảnh cái đoạn video này. Nói chung là gia đình rất là bức xúc, nhiều khi người vợ nói đó, nói là bị người ta nói như vậy thì người chồng, nói chung ảnh thương vợ ảnh lắm, ảnh muốn nhảy cầu đó cô chú anh chị, nói chung làm tổn thương gia đình lắm, đúng không chị? Yeah. Rồi và sau khi như vậy đó, chị có đôi lời gì gửi tới những anh chị nào mà đã nói như vậy đó hay như thế nào không? Thì giờ nói chung thì giờ mấy anh chị cô bác nào đó qua xem qua con clip này thì hãy hoan hỷ ha. Rồi thí dụ như những gì tin đồn gì ai nói gì đó, mấy con chị cô bác không hiểu tới mà hả đã lỡ nói vợ chồng em, thì nói chung vợ chồng em cũng bỏ qua, tại vì ai cũng có một lần làm lỗi sai hết á. Thì nói chung quan trọng giờ anh chị cô bác là hả biết suy nghĩ lại, mà thương cho hai chồng em làm cảm ơn rồi. Dạ. Để em buôn bán. Dạ, để em buôn bán mà ăn nuôi con nữa. Dạ. Dạ. Rồi.
Thì kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả, bây giờ thì Mộng Ảnh sẽ được khép video tại đây. Xin cảm ơn đến tất cả các chú anh chị đã lắng nghe đoạn phim như thế này. Mình hãy yêu thương những người như tàn tật như vậy đó, họ có cái sự động lực vươn lên, mình thương họ không hết nữa. Cũng như một hoàn cảnh như vậy, đúng ra nếu mà ảnh nghèo thì phải mạnh thường quân phải giúp ảnh rồi, nhưng mà đôi khi ảnh không có có như vậy, ảnh đã cố gắng làm như được như vậy thì mình phải chúc mừng cái ảnh là thoát nghèo một cái hoàn cảnh nào đó, thì rất là mừng cho họ các chú anh chị. Giờ xin khép video tại đây, xin chào và hẹn gặp lại các chú anh chị ạ.